Dạ, xin mến chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2023. Em có đem về 3 phôi mai, 3 phôi mai vàng xù và một cái sung thành phẩm rất là đẹp. Và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Dạ chào cô chú và anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng clip này kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em suôn sẻ mong lẹ. Địa chỉ tọa lạc của em là tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m nha anh em. Số điện thoại em là 0919 755 533, em tên Út nha. Em có để số điện thoại bên góc phải màn hình cô chú anh chị, số đó cũng là số Zalo và Facebook của em nha. Dạ, Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên, cô chú anh chị gọi là Bonsai Tịnh Biên là có cái trang cá nhân của em nha. Để rồi không để mất thời gian quý báu của cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. Để cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng dáng thú thành phẩm rất đẹp, em mới đem về luôn chú anh chị, hàng nóng hỏi luôn nha. Vậy cái này chú Dương chia sẻ là cây bông đẹp của chú anh chị, bông 5-7-9 cánh nha. Cái này cô chú anh chị về mình đón xuân mới nha, xuân 2024 nha. Đó, em bứng cái dạo bồ rất là to chú anh chị. Đó, về để mình giữ bộ lá chơi Tết nha. Đây, nguyên con thú của chú anh chị, cây thành phẩm nha. Cây này chủ vườn cũng nuôi 7-8 năm rồi chú anh chị, cốt cành to lực nha, cốt nào cũng lấy chà bá luôn. Thú là thú bốn chân nha, thú đủ đủ giò đấy chú anh chị, có cái đuôi luôn nha. Và cây sạch sẽ không thèo dít luôn chú anh chị, một cốt gió ngọt luôn nha. Cái phôm tàn là trồng dình luôn, như cái lấm gơm vậy đó. Phôm tàn rất là đẹp à. Cây này siêu phẩm này, không thèo dít luôn. Cây này mình chơi được hai mặt tiền của chú anh chị. Đó, em thấy mặt này hơn nha. Mặt này nó thoáng cây của chú anh chị. Cây này không thua mặt, này không thua mặt tiền nha. Đế siêu khủng luôn. Em ôm cái nồi đế em, hết sức cái nồi đế rồi. Cái này về của chú anh chị, cô chú anh chị mình vô chậu whip là mình chơi luôn nha. Tàn như cái nấm gom vậy đó. Rồi em cho trên lông số hết mày. Đường kính bầu 82. Nên vị trí này nha. Cái này là 66. Đây em đo như gì 66 hoành của chú anh chị. 66 hoành nha. Mời. Đây vị trí này là 38. Đây, cái cổ là 38 hoành của chú anh chị. Cốt chi đuôi là 18. Cốt chi đuôi 18, để sổ xuống nha. Để sổ. Để sổ xuống 20. Để sổ xuống 20. Em đòi cái củ lần lượt nha. Tổng nào để là 250 cho chú anh chị. Này em đòi củ lần lượt cho chú chị tham khảo nha. Chí này là 94. 94 hoành à, củ lần lượt à. Quá đẹp luôn. Một cốt giót ngọn cho chú anh chị, không thèo dứt nha. Em đo hạo cái cốt số 1 anh em. Cho chú chị tham khảo đi. Cốt chi này 16. Cốt chi 16 à. Để hết sức đế à. Em để cái tài vô cái so sánh cái cộng đế cho chú anh chị so sánh đây. Đó, cô chú anh chị so sánh nha, để bóc không của chú anh chị. Chiều cao. À. Chiều cao nè. Dạ, chiều cao 1m8 à. Tán ngang là 2m2 à. Cây ngoài rất đẹp đó chú anh chị. Phôm tàn trồng dình luôn, như cái lấm gom nha. Bạch kẹo luôn đó chú anh chị. Về đón xuân mới chú anh chị, xuân 2024 nha. Cái này cây gin không ghép chú anh chị, không ghép nha.
em quay cái form hai mặt cho chú anh chị tham khảo nha. Đó, nó chọn trình luôn chú anh chị. Ở ngoài đẹp lắm chú anh chị, một siêu phẩm nha, siêu phẩm quái thú hết sức đây, quá khứ rồi, hàng sưu tầm của chú anh chị ơi. Dạ rồi, cây mai vàng quái thú thành phẩm em xin mong phép giao lưu cùng với chú anh chị, giá 42 triệu à, em bao ship cho chú anh chị 300 số nha. Và cây này em phải thuê xe tải chở tới nhà của chú anh chị à, phí nó hơi cao, cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Đây rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 2 à, em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào mã số 2 ạ. Vậy cây mã số 2 là cây mai vàng dáng bay, bông giảo ginh của chú anh chị, bông 5, 7, 9, 12 cánh nha, bông tự hết trơn đế cực đẹp luôn. Cái này em mua của anh em chơi bonsai nha, cây anh em cũng nuôi thuần người của chú anh chị, nó có cành liền hết trơn nha, không thể dứt luôn, hết chiếc đế rồi, nguyên nồi đế nha. Cây này giống như xưa nằm trong lu trong khạp vậy, củ đế trộn cho chú anh chị, cây rất đẹp nha, nút nụ lực của chú anh chị về mình chơi xuân mới nha, xuân 2024 nha, đó chơi tết là như ý luôn của chú anh chị. Cây đang nằm chậu giả xưa nha, chậu sông Long à, quá đẹp luôn, tốt bài quá đẹp của chú anh chị, bài lắc lượn nha, trong cái giéo của chú anh chị không thấy nó lắc chứ, để em quay cho chú anh chị thấy nha, cái độ co lắc nó rất là đẹp à. Rồi em xây đi em. Ở ngoài là em bao phê bao đẹp cho chú anh chị nha, rồi em dừng lên em, đây của chú anh chị nhìn nha, nó hồi xưa người ta nuôi của chú anh chị nó liền hết trơn nha, không còn thèo dít luôn. Cái cốt này hồi em đo cho chú anh chị tham khảo nha, đó người ta nuôi cũng 7-8 năm mới được cái cốt vừa cho chú anh chị. Dùng cây này của chú anh chị không chơi gì đâu hết trơn nha, đẹp từ A tới lá nha, đế đẹp nè, thân bay đẹp nè, bông đẹp nè, đó cốt cành rất đẹp nè, nó hậu tụ 40 tố luôn của chú anh chị. Rồi em cho xin thông số này. Dạ chiều cao 67 ạ. Tán bay dài là 1m15. Tán bay dài 1m15. Mét mốt đi cho dễ. Đo thủ thủ cho cô chú anh chị nha. Rồi để cực khủng luôn. Cũ là 87. Cũ đặt là 87 ạ. Nó còn xuống nữa cô chú anh chị, còn xuống nữa nha. Em đo phía trên luôn nha chú anh chị. Hình eo là 32. Hoành 32 ạ. À. Em đo xuống đây cho chú anh chị tham khảo một cái đi. Chung hoành không nói lên tất cả của chú anh chị. Vị trí này là 27. Đó, đo cái eo nhỏ nhất là 27 của chú anh chị. Để sổ xuống nha. Để sổ xuống là 21. Để sổ xuống 21 à. Em đòi em cốt cành bay em. Cốt chi bay là 11. Cốt chi bay 11 à. Đây em quay cho anh chị thấy độ co lắc nữa nha. Đó. Ở ngoài đẹp luôn chú anh chị. Đẹp như tranh vẽ vậy nha. Xe đi em. Quá đẹp của chú anh chị, cái này về là chơi thôi, về của chú chơi tết cho chú anh chị xả dây mình chơi tết nha. Cây nãy đang nằm trong máy à, em đo chậu mình đi, chậu là 60, cái chậu phủ bì thì 60 à. Tán bài về rất đẹp của chú anh chị, bài rất đẹp nha, đó nó hội tụ 4 tố luôn, đẹp từ A tới Á luôn chú anh chị. Hoành không nói lên tất cả chú anh chị, cây này rất già nha, nó cây này nó cục nó già lắm chú anh chị, ở ngoài nhìn nó gân gút lắm chú anh chị ơi. Giờ rồi cây mai vàng dáng bay thành phẩm mã số 2 em xin mạng phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 14 triệu nha, 14 triệu được luôn cái chậu à, em bao ship 300 số nha. Còn cô chú ở xa thì em bỏ chậu lại nha, em trừ ra 1 triệu là còn 13 triệu à. Em bao ship cho chú anh chị nha. Đi rồi xin mời quý của chú anh chị bước vào cây mã số 3, em xin mời ạ. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 3. Dạ cây mã số 3 là cây sung của chú anh chị, sung thành phẩm nha, sung cháy đỏ của chú anh chị.
sưng này, cái sưng này mình thường chưng Tết của chú chị đó. Cô chú chị lấy cái này về chơi phong thủy rất tốt nha, Tết là đem lại sung túc cho gia đình nghe của chú chị. Vậy cái này là cây thành phẩm nha, em có mua lại của anh em chơi bonsai của chú chị, cây bẻ sữa này nếp chân chú chị ơi, cây rất đẹp nha. Đó, cái dáng này như dáng thú của chú chị, như con kỳ lăng vậy đó, nó nhìn nó gần gút lắm chú chị. Nó về của chú chị Tết mình chơi Tết á, mình xả dây nha. Tết này là đậu trái của chú chị. Rồi em xây đi. Cây đang nằm chậu chậu tàu nha. Chậu tàu à. Rồi dừng mặt này đi em. Mặt này rất đẹp nha. Nhìn giống như cây đa không chú chị, cây cổ thụ nha, cây đa cổ thụ á. Đó. Chung cây này mình chơi được hai mặt tiền của chú chị. Ít có cây sung mà chơi được cái dáng thế như vậy của chú chị. Thường nó lên thẳng chọt nha. Đó, cây này em cũng mua rồi của anh em lái rồi, em thấy đẹp quá em chịu không nổi rồi chú chị. Rồi em cho xin anh cái thông số em ơi. Thì gan con kỳ lăng luôn. Dạ chiều cao là 50 à. Tán ngang là 1m05. Tán ngang 1m05 à. Tính cô chú chị 1m đi, nó dễ. Tính chậu là 50. Chậu là 50 cô chú chị, phủ bì nha. Rồi hoành tổng đi. Em báo giá cho, báo thông số cho anh đi. Để máy vô phức. 80 anh Nguyễn, cũ đặt là 80. Cũ đặt là 80 à. Vị trí này là 50. Vị trí này là 50 của chú anh chị, 50 hoành nha. Rồi em bỏ cái đó để em đo nhận này cho anh đi. Đây. Ừ đúng rồi. Vị trí này là 36. 36 hoành à. Em đo nhận cái chút cốc chi vậy? Cốc chi số 1 là 20 à. Cốc chi là 12. Cốc chi 12 à. Rồi em xây đi. Cây này cây thần chậu của chú anh chị. Về của chú anh chị là mình chơi thôi nha. Cây nằm chậu hồi đó giờ nha. Quá đẹp luôn. Em căng cái xe tay ra. Đi gan con người lăng của chú anh chị. Đi gan con người lăng nha. Nhìn gần gút của chú anh chị. Được rồi, cây sung trái đỏ mã số 3. Em xin bằng phép giao lưu cùng chú anh chị giá 6.500.000 ạ. À. Em bao ship cô chú anh chị 300 số nha. Còn chú anh chị ở xa thì bỏ cái chậu lại nha. Em trừ cái chậu 500.000 cho chú anh chị nha. Tại vì vận chuyển xa đó, cái chậu rất nguy hiểm à. Còn chú anh chị ở gần thì em ship luôn cái chậu nha. Được rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Giờ rồi tiếp tục vào cây mã số 4 à. Và cây mã số 4 là cây mai xù trực lắc cành gớt của chú anh chị. Cây có một cành gớt rất đẹp nha. Xù 100% luôn. Đây của chú anh chị nhìn nước xù của chú anh chị. Xù mà là xù nó cộng của chú anh chị. Cây rất đẹp nha. Rồi em xây đi. Cây không theo vít của chú anh chị. Cái này có cành có sẵn về của chú anh chị bắt chi rồi mình chơi thôi nha. Đánh nguyên kình gớt rất đẹp à. Quan trọng đi em. Xù đẹp lắm chú anh chị. Xù lên nu nha. Đúng xù chảy nha. Xù chảy tự nhiên nha. Rồi em cho xin thông số em ơi. Cây chuẩn đẹp luôn chú anh chị. Chiều cao 58. Chiều cao 58 à. Đường kính bầu 54 à. Em đo vị trí này là 46. Hoành 46 à. Em đo sắc chi số 1 cho độ năng cây. Rồi, rồi khoảng giữa đó. Vị trí này là 45. 45 hoành à. Đó, nó nặng lắm của chú anh chị, một gan nha. Nhưng vẫn còn 45 hoành nha. Đó, bao chuẩn hoành của chú anh chị 45 đi. Em đo cành gớt nha. Cúc chi. À. Cành gớt là 17. Cành gớt 17 à. Cây rất đẹp chú chị. Cây không thể dứt nha. À, mấy cái này liền o trơn chú chị. Đây, liền trơn nha. Xù mà đế đẹp nha. Đế hậu nở của chú anh chị. Không bóp gốc nha. Đó, cái này của chú anh chị về mình trơn nhìn rất đẹp cho chú anh chị. Cầm gớt nha. Đó. Trong bên em là chuyên sưu tầm những cây đẹp cho chú anh chị, độc lạ nha. Giá cả phải chăng. Vậy rồi cây mai xù mã số 4 em xin mong phép giao lưu cùng chú chị giá 25 triệu à. Em bao ship cho cô chú chị 300 cái số nha.
Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 5 ạ. À. Em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 5 ạ. À. Dạ cây mã số 5 là cây mai su. Dáng thú như con kỳ lân của chú anh chị. Cây rất đẹp nha. Xù 100% luôn. Xù không còn chỗ để xù nha. À, có cành có sẵn mau chơi ạ. À. Nậu đế cực khủng luôn. Hết sức cứ nậu đế rồi. Cây liền o luôn của chú anh chị. Rồi em xem một vòng đi. Cây này mình chơi được hai mặt tiền của chú anh chị. Đây mặt này mới đúng con kỳ lân nè. Đó, nó bỏ hai cái giò chú anh chị. Bỏ hai giò trước hai giò sau luôn nha. Đó, nó phùng nguyên cái bòm nè. Nguyên cái bòm xù nè. Cây rất đẹp luôn. Xù của chú anh chị nhìn nó xù nè. Nó dặn kỹ luôn nha. Xù là xù tự nhiên nha. Cây ngoài em bao khuê bao đẹp nha. Hôm nay lên là cây quý quýp của chú anh chị. Rồi em cho anh xin nông trốn nè. Chiều cao lên 65 à. Đường kính bầu là 60. Tổng nồi đế 180 à. Cái củ lửng là 94. Cái củ là 94 hoành à. Có đèn cao cấp mua xài quá. Vị trí này là 52. Hoành 52 à. Em lo xích này bỏ sát chi số 1 cho chú anh chị tham khảo đi. Ăn thua cái giá cả thôi. Vị trí này là 45. 45 hoành là sát chi số 1 của chú anh chị. Cây rất đẹp nha. Đế sổ xuống nha. Đế sổ xuống 24. Đế sổ xuống 24 ạ. À. Đó cây xù này mình chơi được hai mặt tiền của chú anh chị. Ít có cây mình chơi được hai mặt tiền nha. Đặc biệt cái này là mình chơi được hai mặt tiền ạ. À. Mặt nào cũng đẹp chứ chú anh chị. Em phải mặt hậu hơn nha. Nữa đây em quen dòng nữa nha. Quen cho chú anh chị hình dung là cây đẹp nha. Đó, em phải mặt này không chú anh chị, mặt hậu nha, mặt hậu thì có dáng thú gõ luôn nè, trong dừng lại đó, mấy cái thẹo dít là liền o cho chú anh chị đó, còn một xíu nha đó, cốt cành là dư luôn cô chú anh chị, về mình bắt chia tay ra mình chơi thôi nha, không cần chỉnh sửa nha, cây sạch sẽ em bao chú anh chị luôn, hàng sưu tầm luôn chú anh chị. Tết của chú anh chị lấy cái này về chơi phong thủy rất là tốt nha, nguyên con kỳ lân nha, kỳ lân vàng. Vậy rồi cây mai vàng dáng cây mai vàng xù dáng thú kỳ lân em xin bằng phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 29 triệu ạ. À. Em bao ship cho anh chú chị 300 cây số nha. Cô chú anh chị thấy trong video không có rõ nét thì kết bạn giao lưu cho em qua số điện thoại 0919 755 533, em tên Út nha, em gửi cái hình chi tiết cụ thể cho chú anh chị ạ. À. Vậy rồi cây mã số 5 cũng là cây mai của clip à. Dạ của clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh nhớ nhắn cho em xin được đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho chú anh chị nha. Thì rồi em xin chào quý chú anh chị, hẹn quý chú anh chị sau ạ. À. Em xin chào ạ. À.